Xin chào các bạn ha, chúng ta đã gặp nhau rồi và mình là Tùng Dũ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện khá là vui và cũng như là cần chúng ta phải ngẫm nghĩ nha. Thì đây là một cái vấn đề, đó chính là về nấu ăn ở quán net. Thì hầu như tất cả những mọi người hay khách hàng mình gặp lần đầu thì họ đều có cái suy nghĩ là trời, nấu ba cái đồ yêu ở quán net như mì gói này, mì xào, mì chiên hay là cơm chiên, đúng đều là những thứ gọi là quá dễ dàng mọi người ha. Nhưng mà có ai tự thử hỏi bản thân mình á, là tại sao quán này họ khách hàng họ gọi nhiều mọi nhiều ăn nhiều mà quán kia tại sao họ lại không ăn? Bởi vì quan trọng là nó ngon thôi, ngon mà giá thành phải chăng là khách hàng họ cực kỳ thích. Chứ mình gặp khách hàng á, nhiều khách hàng á kêu trời, anh chị tưởng cái gì chứ cái này chị làm trong vòng 30 phút mọi người ha. Nhưng mà thực sự nó có dễ vậy được vậy không? Bởi vì mình đã từng chia sẻ cho các bạn á, đó chính là cái câu chuyện mà có những quán net họ mới mở ra á, thì họ gọi là muốn phô trương thanh thế, họ vẽ ra rất là nhiều món, họ làm nhiều món rồi họ không biết bảo quản, rồi một ngày họ đổ đi một 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 xong một nồi như vậy á, có lãng phí không? Bởi vì việc bếp á, nó đòi hỏi rất là nhiều mọi người ha. Không chỉ việc bạn nấu ăn ngon mà bạn phải biết bảo quản để làm sao tối ưu được cái nguyên liệu bạn mua về bạn làm mà vẫn phải yêu cầu đảm bảo được chất lượng. Thì ở đây á, thì mình sẽ có các tiêu chí sau để khi được mà làm bếp nha mọi người ạ. Đầu tiên, ngon bổ rẻ. Thứ hai, bảo quản được nhiều. Thứ ba là khách ăn ngon và có một cái vị đặc trưng mà không quán nào có thể làm được mọi người ha. Thì mình cũng đã từng có một cái bạn gọi là bạn chuyên làm bếp ở quán net ở Đà Nẵng mọi người ha. Thì bạn này thì cứ quán nào bạn bạn nó làm á, xong rồi mình có bạn đó có chia sẻ cho mình một cái công thức thì gồm tất cả các món ăn mọi người ha. Thì bạn đó đã từng làm ở các quán net ở Đà Nẵng. Thì mình cũng tiếp nhận và mình có xem và cũng có chia sẻ cho một vài khách hàng của mình mọi người ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta đưa một cái công thức đó đưa cho một người đầu bếp thực thụ á, thì họ chỉ biết cười thôi. Bởi vì sao? Họ biết đây là một tay ngang này mà làm chưa chuẩn này, và chúng ta không thể đòi hỏi gì được ở một người tay ngang cả mọi người ha. Nhưng mà để gọi là nâng tầm về gọi là dịch vụ của Net á, thì chúng ta phải cải thiện món ăn này và cải thiện rất là nhiều thứ mọi người ha. Thì tiện đây mình cũng chia sẻ cho bạn luôn, thì với cái công thức mà mình gửi cho các bạn mà khách hàng của mình ở Sài Gòn á, thì bạn này sau một đêm nghiên cứu thì cuối cùng đã chọn ra một món, đó là một món cơm chiên. Thì sáng nay bạn bạn này bạn có làm theo mọi người ha, và bạn 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 có review cho mình á, là làm cũng vị cũng khá ok nhưng mà cũng chưa được tự tin lắm để gọi là làm cho các bán thêm khách hàng, là các bạn biết cái độ mà cạnh tranh và cái độ mà sợ khách hàng ăn xong mà không thấy không vừa miệng á, là họ sẽ không ăn nữa và bỏ quán mọi người ha. Vì vậy điều này rất là quan trọng. Tiếp theo nha mọi người ha, và bạn bạn các bạn có nhớ là mình cũng đã từng nhắc đến về vấn đề đó chính là về phần phần cơm không? Thì sẽ có rất là nhiều tranh cãi, đó chính là giữa chủ quán và người đầu bếp. Ví dụ những người tay ngang á, thì họ thường thì và căn bản cả những mình thôi vậy thôi, mình thì luôn luôn đặt cao vấn đề chất lượng lên hàng đầu người ha, có nghĩa là làm ra món nào phải ngon món đó, đầy đủ chất lượng như vậy để mang đến cho khách hàng. Nhưng mà người chủ quán á, họ sẽ gọi là làm công nghiệp đi, càng ra nhiều món càng tốt, có nghĩa là ví dụ như một cái chảo to như vậy các bạn, đúng không ạ, thì họ sẽ chảo luôn, họ sẽ chiên luôn lần và họ bỏ tủ lạnh, khi nào có khách thì họ lại mang ra họ chiên lại lần nữa. Thì cái câu hỏi đặt ngược lại á, thì làm như vậy có đảm bảo không mọi người ha, có giữ được chất lượng ngon 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 và thơm như vậy không, hay là mang ra chiên lại cơm bị nhão? Cái này gặp rất là nhiều, và cũng nếu bạn không phải là một đầu bếp chuyên chuyên nghiệp á, thì chắc chắn bạn sẽ không làm được luôn mọi người ha. Nên cái vấn đề mà tranh cãi giữa chủ quán với làm bếp gặp rất là nhiều mọi người ạ. Và các bạn không làm sao đấy bạn đòi hỏi được đúng không? Nhưng mà theo lời khuyên của mình á, thì với những quán nào mà thực sự làm size lớn á, từ 60 máy trở lên á, thì chúng ta có thể đi học một khóa đầu bếp
rồi chúng ta về truyền đạt cho nhân viên họ làm, truyền cách họ họ gọi là gì, họ biết làm từ A đến Z luôn mọi người ha. Ngay cả những khách hàng này thôi, quen biết rất là nhiều người nổi tiếng, chủ của những cái nhà hàng ở ngay phố đi bộ ở Hồ Chí Minh mọi người ha. Bạn mình khách hàng mình á, hỏi bạn của họ là chỉ cách để chiên cơm hay bảo quản á, chủ quán thì nó sẽ biết được cái này, hỏi bếp nhá. Nhưng mà các bạn biết sao, khi hỏi anh bếp đó, anh nó chửi, anh nói là có thằng ngu nào mang cái chén cơm mình đưa cho người khác không, và bạn nghĩ là cái đó họ chỉ mình không? Không bao giờ mọi người ạ. Cái này chúng ta phải tự học, tự cải thiện. Nếu chúng ta không chi tiền ra, chúng ta phải test rất là nhiều mọi người ha. Thì sau đó thì anh bạn bạn khách hàng này bắt đầu hỏi mình về cách bảo quản mọi người ha. Thì mình cũng rất là ok thôi mọi người ha, thì mình có rất là nhiều mối quan hệ mà và quen rất nhiều đầu bếp. Thì nhưng mà chỉ chia sẻ trong mức cho phép mọi người ha, ngay cả những bạn đầu bếp đó vẫn chỉ chia sẻ cho mình trong mức chưa cho phép thôi. Bởi vì á, cái anh đầu bếp ở cái quán phố đi bộ á, anh nó có nhá hàng cho bạn mình á, là anh có chỉ gọi là ngầm chỉ, đó chính là không phải loại gạo nào cũng có thể chiên được mọi người ha. Bởi vì cơm chiên phải dùng loại gạo riêng để cơm chiên, và anh ấy không chỉ cho gọi là gạo nào. Thì bạn này có hỏi mình về vấn đề đó, thì mình nói ok thôi. Thì mình cũng hỏi một những bạn đầu bếp ạ, mình hẹn ra cà phê mình hỏi luôn. Thì bạn này thì cũng kiểu cũng mập mờ mọi người ha, nhưng mà biết mình rồi thì mình sẽ có cách để mình tìm ra đấy là sao. Mình ra đại lý gạo ạ, bạn mình làm đại lý gạo cấp 1 mà, mình ra mình hỏi luôn loại gạo nào chuyên dùng để chiên và những nhà hàng khách sạn họ ăn lên gạo nào. Thế bạn bạn mình chỉ cho cái loại gạo đó, thì cái loại mà thật sự thì cái loại đó thì bạn không chiên chỉ có một, và qua nhiều công ty á thì nó sẽ đặt tên những tên khác nhau, nhưng mà tên thông thường gọi là gạo 504 mọi người ạ. Hoặc các bạn ra đại lý gạo bạn hỏi là gạo để chiên, thế là xong. Thì ở mỗi nơi mỗi giá khác nhau mọi người ạ, mà thường khi bạn phải nhập muốn nhập giá tốt á thì các bạn phải nhập từ 50 kg trở lên, đó chính là 2 bao, mỗi bao 25 kg. Tiếp tục về độ khác biệt giữa bếp tay ngang và bếp chuyên nghiệp mọi người ha, đó chính là về vấn đề về khẩu vị gia vị mọi người ha, nêm nếm. Thì cái câu hỏi đặt ra là các bạn đã xào mì đúng cách chưa? Bởi vì nếu các bạn để ý thì chắc hẳn quán nào họ cũng dùng gọi là mì ký cực kỳ rẻ. Nếu nếu mà chia ra một gói có 2.000 thôi mọi người ha, ở Sài Gòn á bạn khách hàng mình chia sẻ á, đó chính là có quán bán mì nước không 25k, các bạn thấy lợi nhuận kinh khủng như nào không? Một tô mì nước rồi đó, không trứng không gì hết, 25k, các bạn thấy kinh khủng không? Trong khi cái mì ký tính ta chia ra một một gói 2.000, nhưng mà khách hàng của mình á họ hiểu được cái giá trị giữa độ ngon mọi người ha, thì họ không dùng cái mì ký đó. Bởi vì khi các bạn dùng mì ký á thì đòi hỏi các bạn phải biết dùng gọi là tạo ra nước nước gọi là nước sốt đặc biệt để cho khiến cho cái món mì ngon, chứ không phải là các bạn đơn giản mà các bạn bỏ mì ký đó, bạn bỏ mắm muối đâu nó ra vị đâu, không có mọi người ha. Vậy nên á, cái cách giải quyết của khách hàng mình á là thôi chấp nhận đắt một chút, mua mì Hảo Hảo thùng á, một gói tính ra 4.000, đắt gấp đôi mì mì ký mọi người ha, nhưng được cái là trong đó nó có gia vị sẵn, thì với lại gia vị của Hảo Hảo thì thật sự nó cũng ngon, tuy nó hơi công nghiệp xí mọi người ha, nhưng dù sao cũng gọi là có hương vị riêng. Bây giờ nếu mà bạn đó cũng thử tự pha chế rất là nhiều nước sốt khác nhau á, nhưng mà đều không đạt được như ý muốn, bởi vì cái này người ta phải đầu tư cả thời gian tiền bạc kinh nghiệm, mua một công thức nước sốt phải mấy triệu một một cái bạn bán ha. Thì đó thì mình cũng đang gọi là giúp các bạn có thể so sánh và phân tích giữa những cái tự ưu nhược điểm của bạn tự làm và các bạn đi học mọi người ha. Thì đó, bếp rất quan trọng. Đâu phải có những bạn các bạn mà tham gia các group của việc làm đi, ngày nào các bạn thấy là có nét tuyển đầu bếp đâu mọi người ha. Nhưng mà bếp này là bếp tay ngang, toàn là sinh viên làm part time hay là những bạn mà không có việc làm á, làm mọi người ha, thì là tất nhiên là không tới đâu. Mà các bạn muốn nâng tầm dịch vụ đồ ăn của mình á thì các bạn phải làm thật cực kỳ ngon,
mà các bạn biết rồi, mình nói với bạn rất là nhiều lần, đồ ăn á, thường gọi là x3 hết á, các bạn giá cốt của bạn chỉ có một mà các bạn bán x3 mọi người ha. Đơn giản các bạn hiểu nha, ví dụ như cơm đi, một đứa một dĩa cơm trứng nha, thì thường á, ở nhà hàng á, mọi người ha, thì họ chiên một lần một một chảo á, họ đâu họ nấu một nồi nhá, một nồi nồi cơm á, là năm năm chén gạo, và năm chén gạo thì nó bằng tầm 1 ký, mà 1 ký đó là nó sẽ gọi là ra được tầm 12 dĩa cơm, suy ra là một dĩa mất tầm khoảng 2.000 mọi người ha, giá cốt 2.000 đi. Đây là cái chia sẻ thực của một bạn đầu bếp bếp trưởng mọi người ha. Thì đó, một một dĩa cơm mặn giá cốt gạo là mất 2.000 đi, rồi sau đó thì trứng cho 3.000 đi, 5.000, thêm gia vị nêm nếm gì nữa thêm 3.000 đi là 8.000, các bạn bán 25.000 được, 25.000 gọi là mì cơm cơm chiên trứng, các bạn vẫn x3 đúng không? Nhưng mà các bạn thu tiền ra đó thì các bạn phải mang lại một cái gì đó nó thực sự đặc biệt mọi người ha, chứ các bạn chúng ta không thể là cứ thu ra cao chúng ta làm tạm tạm lại được đâu. Bởi vì á, ngay cả bản thân bạn đóng hỏi mình một câu á, là anh ơi tại sao em thấy họ rang cơm mà nó rời ra từng hạt, còn em rang nó bị dính bị nhão mọi người, nó có bí kíp cả mọi người. Tiện đây thì mình bật mí cho bạn luôn, đó chính là các bạn phải biết đảo đảo trong cái xóm các bạn xào á, các bạn là rang các bạn phải biết hãy hãy đây này nào, chứ không phải đơn giản mà vì sao cái hạt cơm nó khô đâu mọi người ha, nó rời từng hạt đâu. Thì đó, thì qua cái câu chuyện ngày hôm nay mình chia sẻ cũng như là cái tương tác khách hàng á, và cũng là khá là may mắn, và cũng là điều may mắn là đây là lần đầu tiên mà có một người khách hàng của mình á quan tâm đến dịch vụ mọi người á, thì mình mới gọi là nhiệt tình chia sẻ lại cho họ. Bởi vì hầu hết á, những người á, họ làm đồ ăn á, họ làm theo cảm tính, với giống như là họ làm gia đình á, thì họ sẽ có ba mẹ này, và họ gọi là tự họ nấu ăn ở nhà ra sao thì họ sẽ mang cái khẩu vị của họ ở nhà họ áp vô khách hàng, nhưng mà áp vô khách hàng thì chưa chắc đúng với khẩu vị của họ, bởi vì đứng trên cương vị một người đầu bếp ạ, thì các bạn phải là một người trung gian, đứng ở ai cũng thể ăn được, và nếu bạn cần mặn thì các bạn cho thêm nước mắm mọi người ha. Thì đó là cái cách của đây là đó là cái cách chúng ta làm về dịch vụ đồ ăn mọi người ha, đồ ăn cực kỳ lời luôn, mà có những cái câu chuyện mà mình nói đó đó, các bạn làm ra các bạn đâu biết quản lý được số lượng thực phẩm như nào đâu. Vì vậy chúng ta cần phải có một người chuyên, thì mình nói rồi đó, đối với những cyber lớn các bạn muốn gọi là x rất là nhiều lần lên thì các bạn phải đầu tư học hỏi mọi người ạ, có thể bỏ tiền đi học một khóa. Thì bây giờ các bạn cho dù các bạn có đi học ở trung tâm đi nữa thì họ cũng không dạy được đến mức đó đâu, các bạn phải đi tìm những người đầu bếp đó, bếp trưởng đó, thì họ quay ra là họ là đúng chuyên ngành và làm cực kỳ chuẩn xác. Thì giá đâu đó thì hiện tại theo mình biết đó, mà mình hỏi á, thì một một khóa của họ như vậy á từ 15 đến 20 triệu mọi người ạ, dạy các bạn sau ra mở quán ăn cũng được mọi người ạ. Thì đó là cái câu chia sẻ của mình ngày hôm nay á, thì chúc các bạn có thể ra là nhiều món mới, làm nhuần nhuyễn hơn và gia tăng doanh thu nhiều hơn. Các bạn nào có câu hỏi gì hãy nhắn tin cho mình qua Zalo 0973 963 28. Xin chào và hẹn gặp lại.